Chào các bạn đến với channel VN Computer. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập và thực hành 5 tin học 12 sách giáo khoa trang 61. Thì hôm nay chúng ta sẽ tạo cơ sở dữ liệu kinh doanh nha các bạn, cơ sở dữ liệu mới nha. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng phiên bản Microsoft Excel 2010. Nếu như các bạn sử dụng phiên bản 2007, 2010 hoặc là cao hơn thì các bạn có thể là xem video này. Còn nếu như bạn nào mà sử dụng Microsoft Excel 2003 thì nó có khác đôi chút nha. Thì các bạn có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này, tôi có đặt một cái đường link là hướng dẫn sử dụng Excel 2003 để làm bài tập thực hành 5 nha. Rồi các bạn kéo xuống dưới phần mô tả rồi nhấn vào link để xem thêm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi ha. Rồi đầu tiên thì các bạn khởi động Excel lên nè, nhấn đúp vào. Đó. Thì ở đây thì các bạn chọn nơi lưu trữ tệp nha. Nhấn vào cái thư mục nè. Rồi các bạn chọn nơi lưu trữ. Thì ở đây mình sẽ chọn một cái thư mục nào đó. Hay là mình sẽ tạo một cái thư mục ở trên desktop thì chẳng hạn. Ví dụ như là tạo thư mục là bài tập thực hành 5. Đó. Mình tạo thư mục này để mình lưu trữ nha các bạn. Rồi các bạn nhấn vào. Đó. Tiếp theo ở đây là tên cơ sở dữ liệu nè các bạn. Nha, tên cơ sở dữ liệu thì ở đây sách giáo khoa yêu cầu là chúng ta đặt tên cơ sở dữ liệu là kinh doanh, kinh rồi gạch dưới cái doanh. Đó, các bạn đặt đúng tên nha. Tiếp theo các bạn nhấn vào OK. Đó. Thì các bạn thấy nè, file name, chỗ ô file name nè là kinh doanh .acccdb. Thì cái phần mà acccdb này là phần mở rộng của cơ sở dữ liệu nha, phần mở rộng của tệp cơ sở dữ liệu mà chúng ta tạo ra bởi Excel 2010 đó, thì nó có phần mở rộng như thế này. Đó. Tiếp theo thì các bạn nhấn ghi A để tạo nha, nhấn ghi A. Đây đây, một cơ sở dữ liệu mới đã được tạo ra như thế này. Thì các bạn quan sát sách giáo khoa ha. Đây, trong sách giáo khoa này nó có hai bài nha các bạn. Bài 1 là yêu cầu là tạo cơ sở dữ liệu kinh doanh gồm có 3 bảng là khách hàng, hóa đơn và mặt hàng. Đầu tiên mình sẽ tạo bảng khách hàng trước nha. Rồi các bạn nhấn vào chọn table nè, các bạn nhấn vào nút view. Đó. Thì khi mà nhấn vào nút view nó hỏi chúng ta là đặt tên bảng này là tên bảng gì. Thì các bạn đặt tên bảng này là khách hàng. Rồi các bạn nhấn OK. Đó, thì này, lúc này bảng khách hàng đã được tạo nè các bạn. Trường đầu tiên này là trường mã khách hàng. Có kiểu dữ liệu là auto number. Ở đây thì các bạn thấy là dữ liệu mẫu của nó là những con số tăng dần, thì các bạn có thể là chọn auto number hoặc là các bạn có thể là chọn number. Nếu như các bạn chọn number thì các bạn có thể là nhập được từ bàn phím, còn nếu như các bạn chọn auto number thì chương trình nó sẽ tự động điền và nó tự động tăng cho chúng ta nha, không cần phải nhập. Rồi, ở đây tôi sẽ chọn auto number nha. Tiếp theo là trường họ tên. Họ tên thì họ tên là test nha. Đây. Trường địa chỉ, địa chỉ cũng là test nè. Đây. Tiếp theo nữa, rồi hết rồi các bạn. Ở đây có 3 trường thôi á. Ở đây thì có 3 trường, bảng khách hàng có 3 trường. Thì ở đây là nó mặc định là nó chọn cái trường mã khách hàng là khóa chính rồi. À. Còn nếu như mà chương trình chưa chọn như thế này, tức là chưa có khóa chính, thì các bạn chọn mã khách hàng nha. Rồi các bạn nhấn vào cái nút chìa khóa ở đây. Đó. Thì lúc này sẽ chọn trường mã khách hàng làm khóa chính nha các bạn. Rồi các bạn có thể là nhấn vào nút sell ở góc trên bên trái để lưu lại cái nha. Xong rồi các bạn nhấn vào nút view. Đó, để chạy thử. Thì các bạn khoan hay nhập dữ liệu nha. Ở đây thì các bạn khoan hay nhập dữ liệu. Rồi các bạn quay qua, các bạn đóng cái bảng này lại đi. Các bạn tiếp tục, các bạn tạo bảng thứ hai. Thì tạo bảng thứ hai bằng cách nào? Các bạn nhấn vào nút ghi A nè. Bảng chọn ghi A ở phía trên nè. Nhấn vào ghi A. À. Rồi, các bạn tạo bảng bằng cách tự thiết kế nha. Nhấn vào Table Design. Nhấn vào đây. Đó. Thì lúc này nó sẽ mở ra một bảng cho chúng ta như vậy để cho chúng ta thiết kế. Tiếp theo mình sẽ tạo bảng mặt hàng nha. Các bạn tạo bảng hóa đơn trước cũng được ha, nhưng mà
Mình nghĩ là các bạn nên tạo bảng mặt hàng trước để cho nó có logic, tức là có khách hàng, có mặt hàng rồi mình mới có thể là xuất những cái hóa đơn mà mình bán. Do đó thì ở đây tôi sẽ tạo bảng mặt hàng trước nha, mã mặt hàng nha. Thì các bạn thấy trường mã mặt hàng cũng giống như là trường mã khách hàng đúng không, cái tính chất nó giống như vậy. Thì ở đây tôi cũng chọn là auto number. Rồi tiếp theo là tên mặt hàng, tên mặt hàng. Rồi, ở đây là test nè, đơn giá. Đơn giá thì các bạn thấy ở đây là dữ liệu mẫu ở đây thì chỉ có là những con số thôi. Dữ liệu mẫu ở hình 50C đó các bạn, thì là những con số thôi ha, nó không có đơn vị tiền tệ. Do đó mình sẽ chọn là number nha. Đó, ví dụ như là 1500 hay là 4000, 3000 gì đó vân vân, đó là kiểu number. Rồi tiếp theo thì các bạn chọn trường mã mặt hàng. Rồi các bạn nhấn vào nút chìa khóa để tạo khóa chính nha. Rồi, nhấn vào chìa khóa nè. Thì các bạn thấy lúc này trước trường mã mặt hàng có cái chìa khóa ở đây nha. Đó, làm trường mã mặt hàng đã làm khóa chính rồi các bạn. Các bạn nhấn vào sale ha, để lưu lại. Lúc này xuất hiện hộp thoại sale, các bạn gõ tên bảng vào là mặt hàng. Mặt cài gạch dưới cái hàng. Ok. Rồi, các bạn đóng lại nha, hoặc là các bạn có thể là view lên ha, nhấn vào nút view view lên xem thử cái. Đó. Rồi các bạn khoan ha, nhập dữ liệu nha, các bạn đóng lại. Các bạn được hai bảng nè, mặt hàng, khách hàng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo một bảng thứ ba, đó là bảng hóa đơn. Thì ở đây các bạn cũng nhấn vào ghi A nha, rồi nhấn vào table design. Rồi tiếp tục là gì? Mình sẽ tạo trường thứ nhất là trường số đơn. Ở đây tính chất nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hay cũng tăng dần. Mình sẽ chọn là auto number. Rồi này chưa? Tiếp theo là mã mặt hàng. Thì các bạn thấy là mã mặt hàng ở đây cũng là những con số nha. Nhưng ở đây các bạn không có chọn là auto number được nha. Các bạn phải chọn number. Tại vì sao? Tại vì trong cái bảng hóa đơn này là mỗi khi mình bán hàng, mình bán cái mặt hàng nào thì mình phải nhập mã số đó vào. Nếu như các bạn chọn auto number thì ở đây mình không có nhập mã số được nha. Các bạn phải chọn number thì mình mới nhập được từ bàn phím nha các bạn. Đó. Tương tự thì mã mặt hàng. Rồi, đúng lẽ ra này ở đây là mã khách hàng nha các bạn, nhưng mà mình đã tạo là mã mặt hàng rồi thì mình sẽ sửa lại là mã khách hàng nha. Rồi, tiếp theo là ở đây là mã mặt hàng. Đấy. Thì mã mặt hàng và mã khách hàng cũng tương tự nhau thôi nha. Mình phải chọn number để mình có thể nhập từ bàn phím được. Rồi, tiếp theo là trường số lượng. À, số lượng là những con số thì cũng là number thôi. Ví dụ là 10, 5 hay là 15, 17 gì đó. Nha. Rồi, ngày giao hàng. Ngày giao hàng ở đây tức là ngày tháng đó các bạn, ngày tháng năm. Thì ở đây mình sẽ chọn kiểu là sổ xuống, rồi chọn kiểu là day time ha. Các bạn chọn kiểu day time nè. Xong rồi thì các bạn sẽ chọn trường số đơn để làm khóa chính. Quy số đơn là cái số mà sinh ra tự động theo cái kiểu là auto number, do đó thì không thể nào mà nó trùng lập được. Do đó mình có thể là sử dụng làm khóa chính. Cái trường này chắc chắn là phân biệt rồi ha. Nhấn vào nút chìa khóa nè. Tiếp tục nhấn vào nút sale để các bạn lưu lại. Lưu lại với tên là hóa đơn. Thì các bạn hóa đơn này. Thì các bạn chú ý ở góc trên bên trái của mỗi bảng trong sách giáo khoa đó. Thì các bạn thấy góc trên bên trái nó có cái tên bảng đó. Các bạn gõ đúng như vậy. Người ta có sử dụng cái gì? Cái dấu gạch dưới này ha, để nối hai từ lại nè. Thì các bạn gõ đúng theo sách giáo khoa nha, thì như vậy thì nó sẽ đúng yêu cầu nha. Nhấn vào ok. Rồi. Ở đây các bạn có thể nhấn vào nút view để xem thử nha. Đó. Mình có ba bảng rồi. Và các bạn cũng khoan hay nhập dữ liệu nha. Trước khi nhập dữ liệu vào thì các bạn liên kết trước nha, tức là mình coi như là mình tạm hoàn thành bài 1 rồi.
mình sẽ qua làm bài 2, tức là tạo liên kết giữa các bảng, được chưa? Tạo liên kết giữa các bảng, tức là bảng hóa đơn, bảng khách hàng, bảng mặt hàng đó, mình tạo liên kết xong rồi mình mới nhập dữ liệu nha các bạn nha. Rồi, để tạo liên kết thì các bạn nhấn vào chỗ là Database Tool nè, bạn thấy không? Database Tool, nhấn vào cái bảng chọn này thì các bạn thấy nè, có một cái nút lệnh là Relationship. Đây, nút lệnh Relationship, các bạn nhấn vào đây để mở cửa sổ Relationship nha. Đấy, thì lúc này cửa sổ Relationship đã mở lên và đồng thời nó mở lên cho chúng ta cái hộp thoại Relationship. Xin lỗi các bạn, là cái hộp thoại này là hộp thoại số thứ bô nha. Rồi mình sẽ chọn hóa đơn nè, mình nhấn Add. Rồi các bạn chọn khách hàng, các bạn nhấn Add. Tương tự thì các bạn chọn mặt hàng, rồi các bạn nhấn Add. Cuối cùng là các bạn nhấn vào nút lô để đóng hộp thoại show table lại nha. Mình đã add ra hết ba bảng rồi ha. Bây giờ mình đóng lại thôi. Rồi. Trước khi tạo liên kết giữa ba bảng này thì các bạn nhấn subscribe nha, nhấn subscribe kênh để đón theo dõi những video tiếp theo, đặc biệt là các cái bài tập thực hành tiếp theo nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ tạo liên kết thôi. Tạo liên kết thì các bạn phải xác định trường chung giữa hai bảng. Bây giờ bảng khách hàng nè và bảng hóa đơn nè. Đấy, bỏ bảng này qua bên đi. Thì các bạn thấy là bảng khách hàng là có mã khách hàng là khóa chính nè. Rồi bên bảng hóa đơn thì cũng có một cái trường tên là mã khách hàng nữa. Thì hai bảng này có trường chung là mã khách hàng. Vậy mình sẽ liên kết hai bảng này lại thông qua trường chung nha. Bằng cách là các bạn chọn mã khách hàng bên bảng khách hàng nha. Rồi các bạn kéo thả qua trường mã khách hàng bên bảng hóa đơn nè. Kéo thả qua đây. Kéo rồi các bạn thả ra. Đó. Thì các bạn thấy lúc này nó xuất hiện một cái hộp thoại Edit Relationship. Các bạn nhìn lên đây coi. Bảng khách hàng, bảng hóa đơn ha. Bảng khách hàng thì có trường mã khách hàng. Bảng hóa đơn có trường mã khách hàng. Coi coi mình có bị nhầm không ha. Coi thật sự có giống chưa. Có phải là trường chung giữa hai bảng không. Rồi, các bạn xác định là chính xác rồi. Thì tiếp theo các bạn sẽ nhấn ghi A để tạo nha. Nhấn vào ghi A. Đó. Khi mà nhấn ghi A xong thì các bạn thấy là có một cái đường liên kết nối từ cái trường mã khách hàng của bảng khách hàng sang cái trường mã khách hàng của bảng hóa đơn nha. Tức là chúng ta đã tạo xong một liên kết rồi. Tiếp theo thì các bạn quan sát cho tôi. Các bạn thấy là gì? Bảng hóa đơn và bảng mặt hàng có trường gì chung. Được chưa? Bỏ cái trường mã khách hàng qua đây đi. Xin lỗi là bỏ bảng mã khách hàng qua đây. Rồi, mình check hai bảng này nha. Rồi, bảng hóa đơn là có trường mã mặt hàng đúng không? Bảng mặt hàng cũng có trường mã mặt hàng là khóa chính ở đây. Đó, vậy thì hai bảng này có trường mã mặt hàng là trường chung. Tương tự thì chúng ta sẽ chọn trường mã mặt hàng bên bảng mặt hàng nè. Rồi, chúng ta kéo thả qua trường mã mặt hàng bên bảng hóa đơn. Thả ra. Đó. Kiểm tra lại coi, mã mặt hàng, rồi, chính xác rồi, nhấn, ghi A. Đó, các bạn thấy rồi, có một cái đường liên kết ở đây. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn xóa cái liên kết đi nha. Mình làm như thế này là được rồi. Tuy nhiên thì giả sử như có bạn mà làm sai, các bạn không biết đường xóa, thì xóa thì sao? Thì các bạn nhấn vào cái liên kết một cái. Đó, liên kết đậm lên như thế này là mình đang chọn. Rồi các bạn nhấn cái phím delete với bàn phím á, phím del á, phím DL đó, phím del cũng được nữa nha, hoặc là delete, các bạn nhấn vào. Thì lúc này nó hỏi mình có thật sự muốn xóa không? Inject. Thì lúc này nó sẽ xóa nha. Trong trường hợp mà các bạn làm sai, các bạn cần xóa đó, thì các bạn xóa đi nha. Còn hồi nãy thì mình đã làm đúng rồi, bây giờ mình làm lại nha. Rồi, ghi ai. Trong trường hợp mà các bạn muốn xóa bảng, ví dụ như các bạn lỡ add như thế này, show table nha, tôi show thử vào nha, lỡ add dư một bảng là khách hàng, đó, đây là khách hàng rồi, có rồi, mình lỡ add khách hàng vào, nó sẽ để là khách hàng một để cho mình phân biệt, nó dư rồi sao, thì tương tự thì các bạn nhấn chọn nha, các bạn nhấn lên bảng này, okay. Rồi các bạn nhấn delete nha, nhấn delete với bàn phím. Thì nó sẽ xóa các bảng đó đi cho các bạn. Rồi tôi nói thêm chỗ đó để một số bạn không biết cách xóa liên kết cũng như không biết cách xóa các bảng đi. Các bạn lần đầu các bạn làm đó thì sẽ gặp khó khăn.
để các bạn biết cách để các bạn xóa nha. Còn bây giờ thì chúng ta đã tạo liên kết xong rồi nha, thì các bạn nhấn vào, thì các bạn nhấn vào nút save nha, để các bạn lưu lại nha. Nhấn vào nút save ở đây nha, để lưu lại, và sau đó các bạn nhấn vào lô để đóng học thoại nha, để đóng cửa sổ relationship lại. Rồi bây giờ quay lại ha, thì các bạn mở bảng khách hàng lên, các bạn nhập dữ liệu vào, số 1 à. Rồi bạn đầu tiên là bạn Hoàng Bình nha. Ở đây mình không nhập được nha, auto number thì không nhập được nha các bạn, nhập họ và tên thôi, họ và tên là Hoàng Bình, được chưa? Địa chỉ là 11 số 10 Quang Trung nha. Rồi số 2 là Lê Quang Minh, rồi địa chỉ là 16 Hàng Thuyên, đấy. Tiếp tục thì người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, thứ sáu, vân vân, các bạn có thể nhập nhiều khách hàng vào. Cửa hàng của mình bán đắt thì các bạn có thể là nhập vài chục khách hàng vào, hàng trăm khách hàng cũng được. Tuy nhiên thì ở đây thì sách giáo khoa có 6 cái bản ghi mẫu, thì các bạn có thể là nhập khoảng từ 6 đến 10 bản ghi ha, nếu như mình không có thời gian. Còn có thời gian thì các bạn nhập nhiều vào nha. Ở đây thì tôi nhập mẫu cho bạn 2 bản ghi thôi nha. Tiếp theo nữa thì các bạn nhập cho tôi là cái bảng mặt hàng nha. Nhập xong khách hàng rồi thì tiếp theo thì các bạn nhập bảng mặt hàng nè. Đó. Ở đây thì mã mặt hàng thì nó tự động sinh đi ha, auto number rồi. Mặt hàng ví dụ như là mình có bút bi nè, bút bi. Đơn giá là 1.500. Bút bi rẻ dữ vậy ta nha, có 1.500 thôi. Rồi thứ hai là giấy học sinh. Đơn giá là 4.000. Thì tương tự thì các bạn nháy xuống và các bạn gõ thêm nha. Các bạn nên gõ nhiều mặt hàng vào. Nếu như cửa hàng mình lớn thì các bạn có thể là gõ vài chục mặt hàng nha, hàng trăm mặt hàng. Thì ở đây các bạn nên gõ ít nhất là cũng 6 mặt hàng hoặc là 10 mặt hàng gì đó. Nếu như các bạn không có thời gian, có thời gian thì các bạn gõ nhiều vào. Rồi có khách hàng rồi, có mặt hàng rồi, thì các bạn chuyển qua hóa đơn. Được chưa? Chuyển qua bảng hóa đơn, các bạn nhấn đúp vào để mở lên. Thì đầu tiên mình giả sử mình sẽ bán cho một cái ông khách hàng nào đó ha. Thì ở đây ví dụ như mình bán cho ông khách hàng là khách hàng số 1 nè. Đó. Rồi bán mặt hàng gì? Ví dụ như là bán mặt hàng số 2 đi. Ở sách giáo khoa thì bản ghi đầu tiên là số 3. Tuy nhiên hồi nãy mình có hai mặt hàng thôi ha, mặt hàng số 1, số 2 thôi. Mình chưa có nhập mặt hàng số 3, thì đó mình đây mình bán mặt hàng số 2 chẳng hạn. Rồi số lượng là ví dụ như mình bán là 9 đó. Rồi nãy mặt hàng số 2 là giấy học sinh đó. Rồi bán số lượng là 9 nè. Ngày giao hàng thì ở đây mình nhập là ngày giao hàng, ví dụ như là ngày 15 tháng 10 năm 2021. Đó. Thì ở đây thì các bạn cũng không nhất thiết phải nhập giống hệ sách giáo khoa đâu ha. Ở đây chẳng qua là dữ liệu mẫu thôi. Các bạn hoàn toàn có thể là nhập theo ý của các bạn và nhập theo cách của các bạn. Có thể là các bạn dựa vào dữ liệu thực tế cũng được ha. Hoặc là có thể là mình nhập mẫu để cho nó phù hợp với cái thời buổi hiện tại ha. Nó có logic. Không nhất thiết phải nhập giống hệ sách giáo khoa đâu. Rồi, các bạn cũng nên nhập là gì? Nhập khoảng 10 đơn hàng ha. 10 đơn hàng hoặc là nhiều hơn nếu như các bạn có thời gian, để cho cái cơ sở dữ liệu của mình nó phong phú hơn nha. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập bản ghi thứ hai, thứ ba, thứ tư vào. Đó. Như thế là sau khi nhập dữ liệu xong thì các bạn đã hoàn thành được bài tập thực hành số 5 rồi nha. Thì trọng tâm của bài này là các bạn tạo được 3 bảng mặt hàng, khách hàng và hóa đơn. Rồi sau đó thì thực hiện liên kết giữa 3 bảng này lại. Rồi cuối cùng là nhập dữ liệu vào. Và cái khâu nhập dữ liệu là cái khâu cuối cùng nha các bạn. Rồi hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Hy vọng là các bạn làm được điểm cao ở trong bài tập thực hành số 5 này. Rồi nếu như các bạn thấy hay thì nhớ subscribe kênh nha, để đón theo dõi những video tiếp theo.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.